Rất nhanh sau đây thì chúng ta cùng đến với màn cấm và chọn của cả hai đội. Thì trong trận đấu này, một tín hiệu mừng dành cho Pro Army khi mà Book có được con bài sở trường của anh ta, đó là rap ở khu vực đường giữa. Có thể thấy MVP họ không hề quan sát Pro Army đánh đúng không? Bằng chứng đó là họ để cho Book có được con bài Rast. Điều mà Game TV muốn giành chức vô địch sẽ phải đưa ra lượt cấm này ngay đầu tiên. Và với việc mà có tận 2 lượt cấm nhưng MVP không cấm con bài này thì chúng ta cùng hy vọng xem liệu Book có thể tỏa sáng với con bài này trong cái ván đấu đầu tiên trận ra quân này hay không. Thì bây giờ là 2 lượt lựa chọn của bên phía Pro Army. Họ có được con bài Malok, một vị tướng có khả năng solo đường rất là toàn diện, và cùng với đó là sự hồi phục. Có gì đó sai sai. Pro Army ở bên trái. Cái gì nhỉ? MVP bên phải là sao? Nãy bị vừa bị đổi à? Tôi nghĩ đây là do ban tổ chức hiển thị lỗi rồi. Tức là bây giờ Pro Army đang ở bên trái à? Không, nhưng mà theo ghế tôi nhìn thì MVP đang ở bên trái thôi. Nói chung là bây giờ cũng chả biết đường nào mà lần cả. Bây giờ chúng ta phải... Thế này chắc là Pro Army bên trái rồi đúng không? Chúng ta nhìn nhầm hay là như nào? Không, vừa nãy tôi thấy Pro Army bên phải nhưng bây giờ đổi đây cả tên ở đây rồi. Thôi thế. Ryoma, Zil và Oma. Phần nào đó, Buck không có được cho mình Rust nhưng cũng phần nào ăn đủ đúng không? Khi Zil, mà anh ta có cho mình Zil và khả năng cao sẽ đóng vai trò là solo được. Và một tín hiệu cũng tương đối đáng mừng nữa khi mà Khiên cũng có được con bài Nagrod. Nam Chin cũng có Oma nữa. Thực ra thì về phía Nam Chin thì tôi thấy anh ta chơi được khá nhiều con. Và còn IL thì tướng tủ của anh ta để tại hiển thị giải đấu lần này là Joker. Thì đây, lần này thì anh ta chọn thật rồi chứ không phải là một pha kiểu thả thính nữa. Như vậy là tôi vẫn muốn Buck anh ta sử dụng Zil ở vai trò đó là solo đường đúng không? Và khu vực đường anh ta đi ở lúa xanh, ở trận đấu này anh ta đội xanh thì là ở đường dưới, tức là hàng rồng. Bởi đường đó có thổ dân thì anh ta liên tục ăn con chim với con thổ dân, như vậy thì tích tiền rất nhanh. Như vậy là khả năng cao nếu mà sử dụng cái chiến thuật Zil cầm chừng trị đi đường thì là sẽ cần phải đổi đường đúng không? Và nếu mà đổi đường thì IL với Joker sẽ đi đường giữa. Được, tôi nghĩ là Joker đi đường giữa không hề quá tệ, đặc biệt là có việc có hai bụi cỏ liên tục di chuyển ở hai bụi cỏ đó, sau đó áp sát đối phương bắn phát bắn nội tại thì sát thương là rất đau. Và ngoài ra cũng cần phải nói thêm rằng đó là Joker đi đường giữa khả năng đẩy đường tốt với cái chiêu 1 của mình. Và ngoài ra nếu mà đẩy đường hơn, anh có thể núp vào các bụi cỏ và kiểm soát tầm nhìn, thậm chí là cai được những con nhện. Nhện đúng rồi. Đó là cái bài thủ của Joker. Và thậm chí rằng vai trò của Nam Chin không cần phải vào rừng để check đối phương ở đâu. Chính IL là người có thể làm được điều đó đúng không? Mà Nam Chin có thể di chuyển ra các vị trí khác. Một lựa chọn Joker rất tốt đến từ bên phía Pro Army. Và cũng cần phải nói thêm rằng đó là Joker bị counter bởi con bài Zil, thì trong lượt lựa chọn đầu tiên Pro Army đã kiểm soát được con bài này rồi. Cho nên là nếu thi đấu tốt thì IL hoàn toàn được chơi trong trận đấu này. Còn về bên phía của MVP, chúng ta thấy có một đội hình tương đối là giống với Việt Nam. Giống với Việt Nam. Tức là những con bài kiểu tanker mà không có một con bài nào dị như kiểu Senyao. Thực ra tôi thấy đây là giống Game TV nhiều hơn, ngoại trừ vai trò hỗ trợ là Scoot thôi, vai trò Rammer. Nếu như đó là Alice thì đây là Game TV chắc rồi. Thì ở trong trận đấu này thì Gấu anh ta cầm con bài Ryoma, một con bài mà anh ta thi đấu tại vòng chung kết vừa rồi cũng tương đối ấn tượng. Thì cái vấn đề mà đặt ra ở trong cái giai đoạn cấm chọn này là tôi cảm giác ở bên phía của MVP thì đang có một đội hình khá là sôi thịt. Sôi thịt. Rất sôi thịt, tức là toàn những con bài chống chịu mạnh. Còn về thiên hướng của Joker thì lại là dồn sát thương. Nên nếu mà hợp lý nhất thì Joker sẽ phải dồn sát thương vào cái con bài là mát. Và như vậy trận đấu đầu tiên của Pro Army tại AIC đã chính thức được bắt đầu. Ba cái chừng trị, đây là những phép bổ trợ vô cùng hợp lý dành cho Ryoma, dành cho Nagrod, dành cho Zil. Và vấn đề ở đây là với cách đứng của Buck thì chắc chắn anh ta sẽ là người solo đường dầu. Và IL cầm Joker, những IL thấp máu nhanh, IL bị tụt máu và IL sẽ nằm trong tình huống này. Rồi, như vậy là một pha xâm lăng và Joker trong tình huống đó kiểm soát được tầm nhìn nhưng không thể về được. Nhưng mà anh ta còn tốc biến không nhở? Anh ta không còn tốc biến trong pha thi đấu đó nữa. Rồi, và như vậy là một lợi thế từ khá sớm dành cho bên phía của MVP. Nhưng dù sao thì đổi lại, Khiên đã cướp được cho mình đó là con bùa đỏ ở bên phía đối phương. Thì với cái kèo đấu mà Ryoma và Irie thì nhiều người nói rằng Irie là counter, nhưng từ từ đã, chúng ta cùng nhìn đến cái pha này. Nếu như đây là pha cướp thành công, có lẽ người khổ nhất là Buck, bởi anh ta sẽ không có con thổ dân nữa và thậm chí là con chim cũng không có nữa. Thì giai đoạn đầu của Buck khá giống với những gì mà Sunback phải hứng chịu khi mà Game TV đối đầu Pro Am đúng không? Không, nhưng MVP thổ dân không ăn, bên kia họ chủ động lùi về. Tệ quá, đánh không triệt để rồi, như vậy họ vẫn chưa biết được sức mạnh của Zil ở đường này rồi. Thực ra thì nếu mà
Có thể là họ e ngại là bên kia còn chứng trị chẳng hạn, họ cũng không muốn mất thời gian 5 ăn 5 thua. Nhưng đây là một pha gánh của Nam Chi. Một trường nữa thôi, rất bắn không rồi. Ôi, lệch. Chính xác là lệch, rất tiếc. Thực ra thì trong tình huống đó thì Joker đứng hơi xa nên khả năng ép góc là không hoàn hảo. Thiên băng vào với gươm hành quyết hất tung được Lê lên, tiếp tục tấn công vào Lê. Lê đã phải bật hồi máu Rio mà áp sát không đủ sát thương. Nam Chin tới hơi chậm. Nếu như có Nam Chin thêm sát thương và khống chế nữa thì chắc chắn chúng ta đã có điểm ở cục đầu tiên. Nhưng đây là thời cơ để cho Pro A tiến ra ăn con rồng đầu tiên của trận đấu. Con rơi đầu tiên. Mặc dù đang để cho đối phương có được chiến công đầu nhưng nhìn vào lượng tiền hiện tại thì với con rơi vừa rồi họ đang tạm thời nhỉnh lên đôi chút, và nếu cướp thành công con thổ dân này nữa thì sẽ tuyệt vời hơn. Không thành công. Đó là cú trừng trị kết hợp với cái kiếm khí rất tốt đến từ Seiya. Và lúc này MVP đang ăn cho mình con rồng của trận đấu. Thì ra con rồng này cũng không có quá nhiều tác dụng đối với MVP đúng không? Như vậy là mặc dù có rồng nhưng mà theo như tôi nhìn lượng tiền thì hai bên cân bằng, có nghĩa là Pro A họ đã kiểm soát được tốt những cái đợt lính ép cho đối phương lùi về nên họ lấy lính để bù cho lượng vàng của rồng. Tiếp tục tấn công vào Seiya. Nhưng lần này chiêu cuối của gấu không hề tốt một chút nào cả. Diêu của Bắc đang hoàn toàn được thả rông bởi nên như hiểu. Proemi tập trung ở đường trên thì đối phương cũng phải tập trung đường trên đối phó, và lúc đó Diêu của Bắc mới được farm đúng không? Đúng rồi, có lẽ là ở trong trận đấu này thì Pro A đang muốn tạo khoảng trống triệt để cho Diêu. Nhưng mà trong cái pha xâm lăng bùa đỏ này tôi thấy Diêu nhảy vào và anh ta thoát ra rồi. Có lẽ là anh ta kích hoạt được nội tại và anh ta nhảy ra. Không cứ giữ lại được con thổ dân, rất đáng tiếc dành cho Bắc. Nhưng phần đó đó Bắc đang hơn, không hơn. Nhưng thực tế thì với cái chất tướng Diêu thì trong giai đoạn đầu tiên mà cần hòa đường thì về sau anh ta sẽ có rất là nhiều tác dụng. Phải hòa hai kiếm đã đấy, kiếm Loki đã có rồi. À, đây là mảnh nhỏ và đây là Horror, anh ta đi lạc nhưng đơn giản là Khiên cũng chỉ ra cầu máu mà thôi. Và đây là Sika. Lại bắn trượt, rất đáng tiếc dành cho IL. Tiếp tục tấn công, gương hành quyết được sử dụng. Seiya tới, IL đang là mục tiêu, bị làm chậm, bị dồn sát thương. Nhưng sát thương không, khả năng chống chịu và hồi máu rất nhiều đến từ đồng đội của mình. Khiên tiếp tục tấn công vào người của Nai. Gấu đang tới, sử dụng chiêu cuối, sát thương là rất nhiều. Nhưng đây là Zephyr, chống chịu rất mạnh khi càng thấp máu. Và vẫn chỉ có một điểm hạ gục dành cho MVP từ đầu trận đấu tới giờ thôi. Có vẻ như IL vẫn đang chưa bắt được cái guồng quay của trận đấu này. Anh ta có những tình huống hoàn toàn có thể hạ gục được đối phương, nhưng dường như là vẫn đang hơi run, cho nên là những tình huống đó thì chúng ta chưa có được điểm hạ gục. Và đây là một pha ganh ở khu vực đường trên. Seiya nằm xuống, Khiên tuyệt vời. Nhưng phải nói là cái pha xử lý của IL ở khu vực đường giữa tôi nghĩ là rất ổn đúng không? Anh ta lập tức bật cho mình chiêu 2, tránh đi sát thương của đối phương, sau đó có thêm hồi máu đến từ Nam Chi nữa, sau tốc biến lượt về. Thì tức là anh ta không phải nằm xuống, nhưng mà một số cái pha mà lượt bắn chiêu 1 của anh ta thì cần chuẩn xác hơn. Nhưng mà trở lại với trận đấu này thì lượng tiền của Pro Army bên phía Việt Nam đang hơn đối phương 700 rồi. Và tiếp tục đó là pha hỏi thăm của Nam Chi. Có vẻ như Pro Army đang chia trận đấu làm 3 phần. Ở phần đường trên tức là đường con rơi đó là sự kết hợp giữa gấu và Khiên. Ở đường giữa thì Nam Chi liên tục hỗ trợ cho IL, nhưng IL đang gặp nguy hiểm trong tình huống này. Anh ta quay trở lại rồi sát thương. Xin nhà phải tốc biến đi. Anh ta không chạy ra được và Khiên là người lập công. Khiên bây giờ cần phải lùi. Chạy được. Anh ta đang cố gắng công kéo thời gian nhưng đối phương truy đuổi quá sát. Khiên đã phải nằm, Bắc bây giờ mới tới nhưng Bắc không đủ sát thương. Nam Chin quay bạo búa, choáng được Seiya. Bắc băng tới và lấy ra không dành cho Bắc. Bắc hết năng lượng rồi, Bắc đang gặp nguy hiểm, Bắc đã phải nằm, lấy hết máu nữa, chưa đủ sát thương để hạ gục được lấy. Và giật bắn không đủ tầm. Lần này thì cái pha đó là chỉnh hướng đúng, nhưng tuy nhiên thì tầm lại thiếu, rất đáng tiếc dành cho IL. Nhưng mà diễn biến trận đấu đang được đẩy lên cao trào thật sự khi mà cả hai đội đang dần dần nhắm cho mình tới là cái con rồng thứ hai này chăng. Khi mà cái pha giao tranh ở đường giữa vừa rồi là hình như là pha giao tranh đầu tiên mà góp mặt đủ cả 5 thành viên. Và nó chỉ là dừng mức 2 đổi 2 thôi đúng không? Nhưng nếu như mà ăn được con rồng này, MVP sẽ là người có lợi hơn. Không phải là quá nhiều bởi chúng ta đã dụng rất tốt khoảng trống mà MVP tập trung ăn con rồng đó để lấy kinh tế từ các khu vực đường khác, chứ hệ tiền của chúng ta vẫn hơn. Và lúc này thì Nai hiện tung lên, đã có chiều một máu của mình và chưa thấy phong ba đến từ Diêu. Khiên hiện tung lên bởi luyện ngục và Khiên đã phải nằm. Bắc cố gắng chạy hất tung bởi không kích. Hai điểm hạ gục dành cho MVP và Nam Chin có thể sẽ bị đấm văng ra. Không, anh ta giữ chân lại. Choáng đi, đang bị giữ không được, sát thương của trụ yếu quá. Khá đáng tiếc thì tại ở đấu trường danh vọng thì chúng ta thường thấy Nam Chin là người mà choáng với Oma tỷ lệ rất cao. Trong tình huống đó mà nếu mà choáng được thêm một pha tôi choáng rồi. Có một phát choáng mà nội tại là 4 giây mới choáng được thì kích hoạt được nội tại đấy nữa. Như vậy là còn thiếu một hit nữa. Chỉ thế thôi. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng đó là Ryoma trong tay của gấu, anh ta cần kỹ năng bổ trợ đó là trừng trị, cho nên là những đóng góp trong giai đoạn đầu này của anh ta sẽ không nhiều như việc là anh ta cần những cái kỹ năng khác, bởi vì anh ta sẽ mất cho mình một khoản tiền để lên đồ đi rừng. Nhưng nếu như so sánh với đối phương đó là Seiya Ari cũng cầm trừng trị thì tiền lúc này của gấu đang vượt trội hơn đúng không? Đúng vậy. 600 tiền không phải là con số nhỏ trong liên quân.
ở thời điểm này và một lần nữa xây ra. Không, không, anh ta còn long kiếm. Và bây giờ thì Proy phải chạy thôi, Lay đang cố gắng đấm và đấm vào gấu. Trượt, không kích trượt và như vậy là Proy lùi về. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thêm rằng đó là Book, anh ta vẫn đang được pha một cách tích cực ở khu vực đường dưới. Thì cái chặng đường đến Lâm Tận Thế đã đi được một nửa rồi. Cái mảnh kia là rơi vào khoảng 1050 tiền cộng với tiền ghép 630 nữa. Thì tôi nghĩ là sau khoảng 5 phút nữa, không đến 5 phút đâu, vài phút thôi, thì khi mà có được hai đồ đó thì Book sẽ trở thành một con quái vật thực sự. Nói chung là tầm này Book sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Vấn đề của anh ta là có đạt được trường đại học nào hay không thôi. Thì chúng ta sẽ phải chờ một thời gian nữa. Nhưng bất lúc này tôi thấy anh ta vẫn rất thoải mái farm. Bây giờ anh ta cũng không hề ngại honor đúng không? Rồi làm choáng chúng rồi, sát thương quả này thì chạy đi đâu? Một trưởng ra và đó điểm hộ gục. Tuyệt vời. Của IL, điểm hộ gục đầu tiên của anh ta. Và bây giờ chúng ta đã có lợi thế về người trong cái pha ăn rồng này. Nhưng dường như Pro Army đang muốn hướng đến trụ một đường giữa hơn. Một pha sử dụng chiêu cuối của Scoot để giải tán bớt cái áp lực. Nhưng với việc có Joker trong đội hình thì liệu chúng ta có lấy được cái trụ một này không đây? Hơi khó, ít nhất là phải chờ. Ui, nhìn gấu hai tân lính nữa. Bốc đang di chuyển ra, Nai phải lùi. Lúc này Proemi đổi chiến thuật. Khiên bây giờ chuyển sang người solo đường rồi. Và bốn người còn lại di chuyển cùng với nhau. Khoảng trống được tạo ra dành cho Khiên, anh ta có làm được gì hay không đây? Nam Chi đang tấn công, chóa được hai người. Và đây là và chúng ta đã hủy diệt MVP. Câu trả lời là không, bởi vì Ono sát thương là rất nhiều. Nam Chin cần phải lui trong pha thi đấu này. Nai cố gắng dùng hiệu khống chế, Nam Chin đã phải nằm. Bốc không biết còn nhảy không, còn nhảy và chạy về thành công. Và ở trong cái tình huống đó thì phải nói thêm rằng cái bộ đôi từ trên trời rơi xuống là Malok cùng với Zephyr có khả năng chống chịu cực kỳ tuyệt vời. Cho nên là tình huống đó Zephyr còn một xíu máu vẫn cò quay cho Horror đến quẩy tan nát được đội hình của Pro Army. Không sao. Và như vậy là trong trận đấu này thì cả hai đội không có với việc cái này rồng. Là kịch dại hay trang đầy khiến nó không còn nhiều năng lượng nữa. Nhưng anh ta có thoát ra ngoài đây. Và đây là phong ba, tiếp tục sử dụng phong ba và phong độ để lướt đi, đó là bốc rất ảo diệu. Wow, diễn biến trận đấu đang được đẩy lên thật sự nhanh. Và có lẽ là bây giờ thì việc Pro Army cần làm là gì nhỉ? Tôi nhận thấy là trong tình huống cho Khiên đẩy lẻ thôi. Đúng rồi, bây giờ là bắt đầu cái bài cũ tại này. Tại vì cái pha giao tranh và luyện ngục Sida đấy, thì anh nên nhớ rằng Khiên đã solo kill hạ gục được Sida cũng như lấy được cái trụ một đường rơi. Thì bây giờ Khiên sẽ là nhân tố chính của Pro Army. Bốn người còn lại sẽ luôn di chuyển cùng với nhau và Khiên sẽ liên tục đẩy lẻ. Và nếu như mà MVP không tỉnh táo, họ sẽ bị hút về bốn người của Proemi. Và Khiên ít nhất là sẽ có những cái trụ dành cho mình và cho đồng đội. Thực ra thì tôi cũng rất thích cái cách vận hành này. Bởi vì nào từ từ xe nào con rồng sẽ thuộc về bên phía chúng ta. Tốt. Với cái sức mạnh của bên phía Ryoma thì giai đoạn này rất mạnh. Đang có hai đồ rồi, đi combat sẽ có lợi hơn. Còn Khiên thì bây giờ cũng đang ở một cái giai đoạn mà anh ta độ chín sự nghiệp ấy, thì anh ta cũng có đủ lượng đồ và khả năng để tẩu thoát cũng như là đẩy trộm. Thì việc chia người ra này thôi xong rồi. Và ai đi đây đầu tiên, đó sẽ là đường giữa của MVP. Tiếp theo sẽ là Rammer của MVP cố gắng đấm vào Bốc. Bốc sử dụng phong bà luyện ngục hất tung được hai người. Bốc đang thấp máu, Bốc đã bị ả gục, Khiên cũng đã phải nằm, Nam Chin cũng đã phải nằm rồi. Gấu đang cố gắng lùi, IL không còn sức giao tranh nữa và chúng ta mất bốn người trong pha thi đấu đó. Pha thi đấu mà Seiya người cầm Airi có được triple kill. Và trong tình huống này thì có lẽ là bên phía Pro Army cũng sẽ phải để xuống cái trụ 2 mất, nữa mất mà một đường thôi. Rồi, mất một đường rồi. Khả năng cao tôi nghĩ cũng sẽ có mất con một xe, đường. Có con xe và với chất tướng Ryoma thì tôi nghĩ là khó rồi. Không dám đứng lại xỉa. Tôi nghĩ là nên về. Trụ đang bắn người Seiya, Seiya lướt ra ngoài bằng kiếm vũ. Trụ đường giữa đã bị nổ, Khiên đã băng tới hất tung được hai người ngay lập tức phải lui về. Và MVP họ cũng biết được rằng mình cũng nên về. Bên MVP họ cũng bỏ ra cực kỳ tinh quái, đó là việc mà họ ép giao tranh khiến cho Pro Army không thể thực hiện được cái chiến thuật đẩy lẻ nữa. Thực ra pha đó tôi nghĩ là Pro Army mới là đội chủ động tấn công bằng việc khi di chuyển xuống. Nhưng vấn đề đó là Pro Army tôi cảm giác như hơi bị thiếu sát thương. Thì tức là như tôi đã nói ở trong giai đoạn cấm chọn ban đầu, đó là Joker xạ thủ là việc để dồn sát thương, nhưng bên kia toàn xôi thịt. Rất khó để có thể dồn chết được một mục tiêu và không có đam cho thời gian thì sẽ rất nhiều khó khăn. Đó, một mình này cần hài hạ gục được gấu, quay trở lại không kích vào IL, hạ gục thêm cả IL nữa. Thậm chí anh ta có thể hạ gục được Khiên bị hất tung lên và Nam Chi tới xoay bao búa. Nai sẽ phải nằm trong pha thi đấu này mặc dù anh ta đánh tương đối ảo diệu. Nhưng chúng ta lực hơn. Trong cái giờ phút này thì tôi đang hy vọng rằng Book có thể làm được một điều gì đó tuyệt vời trong pha combat. Đúng. Tôi nghĩ là điều mà chúng ta cần đó là hạ gục nhanh cái con bài nát ở bên phía kia đi. Sau đó là những cái lượng gọi là xô thịt còn lại thì từ từ nhai. Bởi vì nếu như để bên phía đối phương cản rát liên tục sử dụng cú đấm chân không pop thì sẽ là một lượng sát thương cực kỳ khó chịu.
Tôi nghĩ đó cũng là nhiệm vụ nên làm, nhưng phần nào đó chúng ta nhìn lại đi. Seiya pha cho anh vừa rồi 3 điểm hạ gục, bây giờ anh ta có 6.000 tư tiền có được kiếm Muramasa. Rồi anh nhìn cái cách nai 1 cân 2 trong pha thiếu vừa rồi cũng rất đáng sợ, và chưa kể luyện ngục cùng với sát thương chuẩn được tạo ra Malok nữa. Bởi vì bây giờ rất khó để cho Premier chọn mục tiêu để giao tranh. Thực ra tôi nghĩ là cái đội hình của bên phía Pro Army để sốc sát thương thì nên sốc được thành viên nào trước, rồi sau đó lấy lợi thế về người. Còn nếu không thì họ nên chia người ra đẩy lẻ tiếp. Nhưng từ nãy đến giờ thì giao tranh diễn ra liên tục và Pro Army không thể thực hiện được cái chiến thuật này của mình. Thực ra chúng ta chỉ thua đối phương khoảng 1.000 tiền thôi, và Khiên sẽ hạ gục được CEA trong pha thiếu này, nhưng không được, không đủ Khiên khả năng. Khiên tính là bên phía đối phương cũng sẽ lên nên Khiên anh ta lùi về trong tình huống đó. Thì với cái thế trận này thì tôi nghĩ bây giờ con King Kong sẽ là điểm đến tiếp theo của cả hai đội, và Pro Army là đội bắt đầu rồi. Rất nhưng nhanh. Scoot dường như anh ta có được tầm nhìn, nhưng Nam Chi đẩy ra và con King Kong sẽ thuộc về bên phía đội tuyển Việt Nam. Nam Chi nên lùi về trong tình huống này. Chúng ta vẫn phải về nhà hồi phục máu và năng lượng rồi sau đó chỉnh đốn lại đội hình giao tranh cả. Có một điều tương đối đáng tiếc dành cho Pro Army trong pha điều đó là con bùa xanh nó thuộc về IL chứ không phải thuộc về Khiên. Nếu như có về Khiên, nếu như con bùa xanh nó thuộc về Khiên thêm con King Kong nữa, Premier vẫn có thể đánh lại chiến thuật đó là 1-4. Rồi nhưng mà thật sự thì tôi nhìn vào cái lượng đồ của Nai thì tôi đang càng ngày càng lo ngại, bởi vì anh ta là một cái chất tướng kiểu chống chịu mà lại rất dồi dào sát thương. Mà bây giờ tiền đang nhiều nhất bảng đồ đây, cả Malok nữa, hai con bài cực kỳ trâu chó và khó chịu. Đây rồi, MVP có 3 người đường trên và chúng ta làm được gì ở khu vực đường giữa đây? Câu trả lời là uy hiếp khu vực đường giữa. Cái chữ 1 của đối phương vẫn còn, Khiên bị loại khỏi hoàn toàn trong việc đẩy lẻ. Và trong tình huống này thì tôi nghĩa là lùi về. Tại sao chúng ta không lấy đường dưới nhỉ? Đây bây giờ tôi nghĩ là sẽ di chuyển xuống này, bởi vì cái đợt lính ở khu vực đường giữa đang cho phép chúng ta. Còn Khiên thì anh ta về phòng ngự khu vực đường King Kong rồi. Thì tôi hy vọng là trong cái thế trận này thì lấy được thêm nhiều mục tiêu thì bên phía Pro Army sẽ có được thêm tầm nhìn và bắt lẻ. Chứ giao tranh 5 năm thật sự bây giờ tôi nghĩ là rất khó dành cho Pro Army. Đối phương hơi nhiều xôi thịt và gấu khả năng cao không gặp nguy hiểm trong pha thi đấu này. Ở bên kia Scoot vẫn còn chưa cuối nhưng không hiểu sao anh ta không can thiệp. Wow, xỉa hơi tệ đến từ gấu nhưng không sao. Một cú nhất tích nhất xác của... Và đây, thì tôi vừa nhìn thấy Khiên lên cho mình được cái nanh phát nia rồi. Thì đó là một trang bị mà đánh tanh rất tốt. Thì đó cũng là một điểm kiếm sáng. Kiếm phát nia, rồi, lây, lây bị choáng, đen rùa sát thương vào lây. Bất đắc tới hồi máu được bật đầu, đó là phòng 3. Nhưng nhảy sang bên kia em ơi, nhảy được rồi. Ultimate. Tuyệt vời, và có thể đây sẽ là một trong những nút thắt để trận đấu xoay về phía Proemi. Trước hết họ sẽ có cái trụ một khu vực đường giữa tiếp tục tràn lên, và đây là khả năng của đến từ IL. 1/3 máu của Sinha đã bị ra đi. Trụ thứ hai dành cho Proemi, họ sẽ càng tràn vào với cái trụ thứ ba này. 200 này hơi khó nhưng họ đang cố gắng làm điều đó. Nam Chi bị trụ bắn hơi nhiều, bị không kích một lần nữa, bị đấm một cú đấm chân không đến từ Ras. Nam Chi quả 2.000 máu phải về rồi. Được rồi, thôi IL về em ơi, tại vì bên kia tôi nhìn có cái trò là Scoot lên Khiên huyền thoại. Mà IL mà kiểu tham bắn đã bị cast skill rồi, xong còn bị làm chậm thì chạy về rất là mệt. Rồi, và như vậy là trận đấu sẽ tạm thời ngừng lại một chút. Thì lượng tiền tôi không nghĩ là 2.000 bây giờ là nhiều, mà chủ yếu là triển khai chiến thuật và bắt lẻ được hay không dành cho đội tuyển Việt Nam mà thôi. Khả năng trụ giao tranh của Bốc đã được gia tăng thêm một tầm cao mới khi anh ta vừa hoàn thành xong cho mình quyền triệu Rea, món trang bị hút máu mà tôi nghĩ vô cùng cần thiết dành mà... cho mình. Nếu anh ta lên được chuyện hỗn mang thì tôi tin là những cái con bài kiểu như là Scoot hay Ari anh ta dồn là cũng cực kỳ thấm luôn. Không đủ tuổi đúng không? Đúng, rồi. Tại vì cái đòn đánh tay là cực kỳ đau. Bốc sau khi tốt nghiệp đại học, sau khi thi đỗ vào đại học thì bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng thời gian nữa để Bốc tốt nghiệp đại học và làm nên kỳ tích với món trang bị cuối cùng của anh ta. Cần phải có, và tôi nghĩ tầm khoảng 2 phút nữa. Mang, 2 phút nữa là sẽ hoàn thành xong trang bị đó. Thì đây bây giờ bên phía của Pro Army tôi nghĩ là họ cũng nên rình rập và bắt lẻ hơn là cố gắng giao tranh tổng. Thì bây giờ cùng nhìn vào lượng sát thương của bên phía Joker đi, thì cũng có được 3 trang bị rồi, và đây là 3 trang bị chấn phái. Nên nhớ rằng Proemi là đội tuyển đánh hay nhất tại Việt Nam ở giai đoạn về cuối. Họ đã có đây rất rồi. Nhiều trận đấu kéo dài về cuối và họ giành chiến thắng. Các bạn nên nhớ trận đấu giữa họ và TTN là một điển hình, và đó là pha bóng vào đến từ Khiên, không đến từ Honor. Honor mất gần nửa máu rồi, lây băng vào, Bốc sử dụng phong ba, Bốc không có được ngục Honor hơi chưa, và đó là phong ngục dành cho gấu. Tiếp theo là điều ngục dành cho Proemi, đang hủy diệt MVP. Anh ấy bây giờ ngục dành cho Proemi, chúng ta sẽ thắng ở trong ván đấu đầu tiên này. Tuyệt vời, đó là một pha di chuyển mà tanh trụ ai, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc trận đấu. Bỏ người em ơi, đánh nha, bỏ người đánh nha. 1-0 dành cho bên phía của Pro Army, một trận đấu vô cùng cảm xúc. Và Khiên vẫn tuyệt vời. Khiên vẫn thể hiện được độ trầu của mình bằng cách đó là phi thẳng về lá cổ đối phương, chém gươm hành quyết.
và nhà chính đầu anh ta vẫn đứng múa. Nó giống như là cái gì đó trêu ngươi của Khiên dành cho MVP, và đó là một cú đánh răn mặt của Khiên. Tuyệt vời. Nói chung là cái nút thắt của trận đấu này đã được giải tỏa khi mà Pro A hiểu họ không thể giao tranh 5 năm được. Đúng, đúng. Và họ đã có một cái pha mà tanh trụ đẩy khiến cho đối phương bị bất ngờ. Và bên phía đối phương không có ID trong pha combat, lao vào giao tranh, luyện ngục trượt, khả năng dồn sát thương tốt của Pro A đã giúp cho họ giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên này. Pha thi đấu đó là pha thi đấu mà Pro A và MVP chia bản đồ thành hai nửa. Nửa của Pro A đó là đường dưới, đường rồng, còn MVP là đường rơi. Nhưng vấn đề của MVP là đường rơi là họ không đẩy mà họ chỉ ăn con rơi. Và khoảng thời gian MVP ăn con rơi thì Pro A đã lấy được cái trụ hai đường rồng đó. Và khi mà MVP lùi về, họ lùi một cách rất rời rạc, đúng không? Và chưa kể cú luyện ngục của Ondo không mang cái tính chất gì cả.